Chiều 4 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng. Theo Liên bộ Công thương Tài chính, do những ngày qua giá xăng dầu thế giới tăng giảm đan xen, nên tại kỳ điều hành chiều 4 tháng 1, Liên bộ quyết định điều chỉnh giảm nhẹ giá bán đồng loạt các mặt hàng xăng và dầu. Cụ thể, kể từ 15 giờ chiều 4 tháng 1, xăng RON 95 loại 3 có giá mới là 21.916 đồng một lít, giảm 232 đồng một lít. Còn xăng E5 RON 92 có giá mới là 21.006 đồng một lít, giảm 180 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel 0.05S xuống giá còn 19.368 đồng một lít, giảm 420 đồng một lít. Dầu hỏa xuống còn 19.957 đồng một lít, giảm 500 đồng một lít. Và dầu ma sút 180 CST 3.5S là 15.495 đồng một ký, giảm 190 đồng một ký. Như vậy, mặt hàng xăng đã có 2 lần giảm giá liên tiếp, lần trước giảm không đáng kể, và tất cả các mặt hàng xăng và dầu đều giảm giá bán trong kỳ điều hành đầu tiên của năm 2024. Trong năm 2023, giá xăng đã trải qua 38 lần điều hành, trong đó có 21 lần tăng, 14 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Vào khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 72 triệu đồng một lượng mua vào và 75 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty BNC cũng giao dịch vàng SJC ở mức 72 triệu đồng một lượng mua vào và 75,02 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm giá so với hôm trước. Cụ thể, công ty SJC giao dịch giá vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 61,95 triệu đồng một lượng mua vào và 63 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 150.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Công ty BNC cũng giảm 150.000 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống còn 62 triệu đồng một lượng mua vào và 63,1 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 4 tháng 1 theo giờ Việt Nam đang giao dịch ở mức 2.046,38 đô la Mỹ một ounce, giảm 12 đô la Mỹ so với phiên giao dịch trước. Thị trường chứng khoán giao dịch ngày 4 tháng 1 với dòng tiền lớn đã chảy vào thị trường khiến thanh khoản tăng mạnh. Nhóm ngân hàng thu hút được dòng tiền nên đồng thuận tăng, góp phần kéo VN Index có thời điểm tăng gần 15 điểm. Tuy nhiên sau đó, nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán bị chốt lời mạnh nên VN Index bị thu hẹp đà tăng. Riêng nhóm ngân hàng chốt phiên vẫn xanh mạnh. Trong khi đó, nhóm chứng khoán bị chốt lời mạnh nên nhiều cổ phiếu giảm điểm vào cuối phiên. Nhóm bất động sản xây dựng có sự phân hóa nhưng mã giảm điểm mạnh hơn mã tăng. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index còn tăng 6,55 điểm, tương đương 0,57%, lên 1.150,72 điểm với 299 mã tăng, 203 mã giảm và 84 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng tăng 0,92 điểm, tương đương 0,40%, lên 232,56 điểm với 69 mã tăng, 77 mã giảm và 86 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 25.300 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính chung toàn thị trường, tổng giá trị lên tới 28.400 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 nhưng đã giảm mạnh so với hai phiên trước. Tổng giá trị bán ròng chỉ còn gần 24 tỷ đồng trên sàn HOSE. Khoảng 11 giờ ngày 4 tháng 1 tại km 150 600 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa phận xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C04218 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63R00130 do ông Đoàn Quốc Việt, 37 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn, điều khiển theo hướng từ tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Ninh Thuận. Khi xe đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại km 150+600 đã tông vào phía sau rơ móc biển kiểm soát 60R05350 được kéo theo bởi ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 60H02418 do tài xế Võ Duy An, 32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An điều khiển chạy phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế Đoàn Quốc Việt tử vong tại chỗ, hai xe hư hỏng nặng.
Ngày 4 tháng 1, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về việc phối hợp xử lý hiện vật tại khu vực ven biển thành phố Hội An. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã giao Bảo tàng Quảng Nam phối hợp với đơn vị chuyên môn thuộc thành phố Hội An tiến hành kiểm tra, xác minh, báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các hiện vật nghi là tàu cổ tại khu vực ven biển phường Cẩm An, thành phố Hội An. Trước đó, vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, người dân địa phương phát hiện một cụm nhiều thanh gỗ màu đen được xếp theo hình dạng ống ghe thuyền với một đầu nhọn, chiều dài ước khoảng 15m, chiều rộng đo được khoảng 3m. Vị trí phát hiện tàu nằm sát bờ biển, cách trụ sở Ủy ban nhân dân phường Cẩm An khoảng 400m. Ngày 4 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 9 năm 2023, Hiếu tạo lập một trang web với giao diện có các nội dung thể hiện là phần mềm đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, định vị số điện thoại, nhưng thực chất phần mềm không thể thực hiện được các tính năng. Sau đó Hiếu mua tài khoản Facebook ảo có nhiều người theo dõi và sửa tên tài khoản thành shop công nghệ gia đình, đăng kèm số điện thoại cá nhân và chạy quảng cáo dịch vụ cho thuê phần mềm đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, định vị số điện thoại. Với cách chào mời như vậy, nhiều người đã liên lạc với Hiếu. Hiếu yêu cầu khách hàng nộp các loại phí như phí tạo link, thuê server, mua bộ nhớ, phí vượt lớp bảo mật. Mỗi loại phí có giá từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, tùy theo dịch vụ và tăng theo cấp độ khó của từng dịch vụ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hiếu chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền của khách hàng đã chuyển. Từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, Hiếu đã lừa nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 4 tháng 1, Bộ Công an thông tin từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, Công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Lực lượng Công an đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường đấu tranh với các đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý hơn 3.500 đối tượng, trong đó đã khẩn trương điều tra khám phá nhanh, bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Để đảm bảo an ninh trật tự bình yên cho nhân dân được vui xuân đón Tết trong an toàn lành mạnh, Công an các đơn vị địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, trong đó chú trọng vào những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.